chào tất cả mọi người. Có rất là nhiều bạn của mình ở Nhật đều nói rằng sau một cái thời gian dài sống ở Nhật ý, thì các bạn ý trở nên lịch sự hơn, khuôn phép hơn và tính cách thì cũng trầm lặng hơn rất là nhiều. Là một người mà đã sống ở Nhật 6 năm thì mình cũng hoàn toàn đồng ý về cái điều đấy. Và hôm nay mình muốn kể 5 lần mình đã gây chuyện ở Nhật với 5 mức độ từ thấp đến cao để chia sẻ với mọi người những cái kinh nghiệm xương máu của mình nha. Câu chuyện số 1 mà mình muốn chia sẻ với mọi người đấy là lần đầu tiên mình thuê nhà ở Nhật. Thì sau 6 tháng ở trong ký túc xá, mình quyết định là mình sẽ ra ở riêng. Và đấy là lần đầu tiên kiểu như mình chính thức sở hữu cái gì đấy. Tên mình thì đúng chính ở trong hợp đồng và mình có trách nhiệm với cái căn nhà đấy. Thế là đêm đầu tiên ở nhà mới thì mình cũng rất là vui. Mình bật nhạc, mình nấu ăn, rồi là hôm đấy mình ngủ cũng rất là ngon nữa. Thế nhưng mà đến sáng hôm sau mọi người ạ, mình nhận được một cuộc điện thoại. Đấy là từ bà chủ của mình. Bà chủ của mình có bảo là hàng xóm bên cạnh mình có báo là đêm qua mình làm ồn quá. Bình thường khi mà mọi người đi thuê nhà ở trung tâm ý, thì mọi người cũng sẽ không biết chủ là ai đâu. Nhưng mà lúc đấy mình thuê nhà ở trung tâm rồi mà bà chủ nhà của mình thì không muốn chuyển tiền qua tài khoản. Với cả nhà bà ấy thì cũng kiểu ngay sau cái nhà của mình thôi ý. Nên là bà ấy bảo là cứ mỗi tháng cho tiền phong bì xong là đưa trực tiếp cho bà ấy. Nên là mình quen. Thế là cái lúc mà nhận được điện thoại thì mình vừa ngại vừa xấu hổ là mình đã làm ồn trong ngay đêm đầu tiên ở nhà mới. Xong mình nhớ lại là đêm qua mình đã bật nhạc gì. Thật ra là cũng không phải nhạc gì quá là ồn cả, bởi vì bản thân mình rất là thích nhạc ballad với cả những cái nhạc pop nhẹ. Thế sau là từ cái kinh nghiệm xương máu ấy thì mình bắt đầu là mình không bao giờ mình dám bật nhạc to ở Nhật nữa. Và cái thói quen này nó đi theo mình sang tận cả Úc. Bây giờ mình đang ở với hai bạn Úc và lúc nào mình cũng chỉ bật nhạc dưới 10 thôi. Xong là thi thoảng mình cũng có hỏi các bạn ấy là ê, hôm qua có nghe thấy nhạc mà mình bật không ấy. Bởi vì mình rất là sợ mình làm phiền các bạn ấy. Thì nếu các bạn chuẩn bị sang Nhật thì hãy nhớ là luôn luôn giữ volume thấp nhất có thể nhá. Ngoài ra ấy thì bạn mình ngày xưa cũng kiểu hay mời bạn bè đến nhà chơi, chơi ma sói này xong là xem phim ấy. Thì cũng có một lần là bị cảnh sát ghé thăm, bởi vì là hàng xóm khi mà họ thấy ồn ấy thì họ sẽ không kiểu gọi trực tiếp đâu, mà họ sẽ gọi cảnh sát đến và nhắc nhở luôn. Nên là đấy cũng là một điều mà mọi người rất là lưu ý khi mà tụ tập nhá. Câu chuyện thứ hai chính là trận bóng đá lịch sử giữa Uzbekistan và Việt Nam. Mọi người còn nhớ là năm 2018 thì U23 Việt Nam lần đầu tiên bước vào chung kết của AFF Cup không? Đó, thế là năm đấy bọn mình rất là vui. Bọn mình quyết định là phải tổ chức một buổi để xem bóng đá chung với nhau. Thì hồi đấy bọn mình học chương trình tiếng Anh ý, thì chương trình tiếng Anh cũng không nhiều người lắm và có một thầy phụ trách cái nhóm tiếng Anh. Nên là bọn mình cũng thân với thầy và cũng xin thầy là thầy có thể cho bọn mình mượn chìa khóa của phòng seminar của thầy không? Thì thầy, bởi vì thầy đã từng là du học sinh ở Đức rồi, thế là thầy cũng rất là ok. Thầy bảo là vui như thế thì phải xem chứ. Thế là thầy cho mượn chìa khóa để xem. Hôm đấy bọn mình rất là hào hứng mọi người ạ. Bọn mình gọi rất là nhiều người đến trường để xem. Và chắc phải tầm 20 người ấy. Thì mọi người biết là xem bóng đá thì không thể kiềm chế những cái lúc mà hò hét được đúng không? Thi thoảng khi mà Việt Nam chuẩn bị sút vào hoặc là cái quả mà cào tuyết ở trên sân ấy, thì bọn mình hét rất là to vào. Và đang trên đá hết thì có một tiếng gõ cửa vang lên. Nếu mà mọi người ở Nhật lâu ấy thì mọi người sẽ biết là 90% khi mà mọi người nghe được tiếng gõ cửa thì sẽ không có điều tốt xảy ra đâu. Và đúng là như vậy. Hôm đấy mặc dù mình nhớ là lúc xem bóng đá là cũng rất là muộn rồi, bởi vì là trời tối xong là Nhật còn hơn Việt Nam 2 tiếng nữa. Nhưng mà không hiểu sao vẫn có một thầy đang làm việc ở trường. Thế là thầy mới gõ cửa. Thầy bảo là ô, tại sao giờ này lại lấy phòng để ăn chơi, hò hét và xem bóng đá như thế này. Và cái lúc mà thầy vào thì nói thật là mình tim đập chân run không biết làm gì cả. May mà có một chị senpai ở cùng khoa với mình, với cả có một bạn cùng khóa với mình luôn, đứng ra nộp thẻ học sinh. Bởi vì thầy bảo là đưa thẻ học sinh cho thầy, thầy sẽ phải làm nghiêm trọng cái vụ này, bởi vì là lấy phòng học của trường để làm việc riêng. Thì cũng rất may là sau đấy thầy có phản ánh với thầy mà bọn mình mượn chìa khóa để vào phòng seminar ấy.
Nhưng mà thầy của bọn mình thì rất là YOLO mọi người ạ, thầy cũng chỉ nhắc nhở qua qua ấy, chứ cũng không làm gì hết. Thế nhưng mà đây cũng là một cái kỷ niệm khá là buồn với bọn mình. Xong mọi người biết không, hôm đấy Việt Nam lại còn không thắng chứ. Lúc mà bị thầy mắng xong ý, là mặt ai cũng buồn thiêu, xong là không dám hò hét nữa rồi. Thế mà hôm đấy Việt Nam còn thua. Là trong bọn mình từ hôm đấy xong không bao giờ bọn mình muốn tổ chức một cái buổi xem bóng đá chung với nhau nữa luôn mọi người ạ. Và không biết là bây giờ ở trường Nagoya thì có đỡ hơn không, nhưng mà đấy, hy vọng là bây giờ mọi người đã có những cái phòng họp, những cái phòng học nó to hơn để mọi người xem, và cũng không có các thầy để xem cho thoải mái. Câu chuyện thứ ba là lúc mình làm intern, cũng vào năm 2018 luôn thì phải. Hồi đấy thì tỉnh Aichi có một chương trình intern dành cho du học sinh ấy, và mỗi du học sinh thì sẽ đăng ký vào một công ty và sẽ được xếp chung nhóm với những bạn mà tham gia cùng với công ty đấy. Hai nhóm của mình thì có mình này, có một bạn Uzbekistan với cả hai bạn Trung Quốc và một bạn Thái nữa. Năm đứa chơi rất là thân với nhau, không hiểu tại sao chơi với nhau vui thế, đi ăn đi uống với nhau, đi ăn trưa với nhau ấy. Xong là đến lúc mà kiểu làm xong intern thì bọn mình còn đi ăn tối với nhau luôn. Nói chung là rất là vui, xong rồi là nhắn tin các thứ cho nhau, chơi rất là thân. Đến bây giờ thì thi thoảng kiểu vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau ấy. Thế là hôm đấy đến ngày thứ tư bọn mình tham gia intern thì có một cô của công ty mới dẫn đến công ty khách hàng để xem là họ làm cái gì, sản phẩm của họ là gì ấy. Thì lúc đấy bọn mình cũng đi đến một công ty, thật ra các công ty đấy nó không to đâu, một gia đình thôi, rất là bé. Hay là cũng gặp bác giám đốc, cũng nói chuyện với bác giám đốc, cũng xem là họ làm cái gì, nhà máy họ có những cái máy móc như thế nào, họ kiểu có những cái chính sách lao động như thế nào, như thế rất là vui. Là đến giờ giải lao, bọn mình mới lên tầng thượng của công ty uống nước với bác giám đốc. Hai bác thấy bọn mình toàn du học sinh ý, hai bác cũng trêu. Hai bọn mình thấy vui, bọn mình thấy rất là thoải mái, đã cười rất là to. Sau bác ấy cũng đi xuống nhà máy. Thế là bọn mình vẫn ngồi trên đấy chờ nghỉ giải lao nốt ý. Thì cũng nói chuyện với nhau, thì là cũng cười, cũng cảm giác thoải mái, bởi vì nó không phải là một tập đoàn ý. Thế là lúc đấy đã hơi thấy có điểm, bởi vì không thấy cái cô mà dẫn bọn mình đi nói gì. Đến lúc mà đi về thì anh Trung Quốc trong đoàn của bọn mình mới xin đi vệ sinh. Đến lúc mà anh ấy đi vệ sinh ra, xong bọn mình bắt đầu ngồi lên xe cô ấy rồi ấy, thì là cô ấy mới bắt đầu mắng bọn mình một cách xối xả và té tát với hai lỗi. Lỗi thứ nhất là bọn mình cười to ở công ty của khách hàng. Thì đáng lẽ là mặc dù là bác giám đốc rất là thoải mái và bác ấy cũng trêu bọn mình, nhưng mà bọn mình không được cười to như thế, bọn mình phải kiểu cười ý nhị ấy. Thì đấy là lỗi thứ nhất. Lỗi thứ hai là cái anh đấy, anh ấy xin đi vệ sinh ở công ty của khách hàng. Thì cô ấy nói là ở Nhật ý, khi mà đến nhà của một ai đấy hoặc là đến công ty của một ai đấy thì cái phòng vệ sinh nó cũng là một cái tài sản của người ta. Lúc đấy ý, thì mình không được hay là không nên đi vệ sinh và xâm phạm vào cái tài sản cũng như là cái sự riêng tư của họ. Thế là hôm đấy mình cũng chả nói gì, nhưng mà cái anh Trung Quốc thì sau đấy anh ấy cũng khá là tức ý. Anh cũng bảo là trời ơi, kiểu muốn đi vệ sinh thì làm sao mà tránh được, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là cái kinh nghiệm này cũng là một cái kinh nghiệm mà những bạn mà sau này muốn làm việc ở Nhật hay là muốn làm việc với người Nhật nên biết, để các bạn tránh những cái tình huống giao tiếp như thế. Câu chuyện thứ tư là câu chuyện khi mà mình tham gia trại hè tiếng Anh ở trường đại học của mình. Cái trường đại học của mình thì có khoa giáo dục, và khoa giáo dục thì có một trường cấp 3. Và cứ mỗi năm thì trường cấp 3 đấy lại tổ chức những cái trại hè tiếng Anh. Và mình thì mình tham gia trại hè tiếng Anh từ năm 2014 đến khi mình ra trường luôn. Năm 2014 thì hồi đấy mình cũng được phân công vào một nhóm mà có 5 em học sinh đến từ 5 trường khác nhau. Trong đấy thì có 2 em là một em từ Thượng Hải, sinh ra ở Thượng Hải và lớn lên Thượng Hải, sau rồi đến cấp 3 thì về lại Nhật học này. Và một em khác thì là đã từng đi Mỹ. Nên nhóm của mình rất là vui mọi người ạ. Mình phát hiện ra là mình nói từ vui rất là nhiều. Xong là có hai em nữ nữa, thì hai em đấy nói chuyện tiếng Anh cũng ở mức độ trung bình ý. Và một em ở trường cấp 3 của trường Nagoya, đấy là kiểu trình độ tiếng Anh là không giỏi bằng các em còn lại, nhưng mà cũng rất là xông xáo, tự tin để làm các cái hoạt động nhóm. Là hồi đấy sau một ngày ăn chơi với nhau rất là vui, thì đến cuối ngày bọn mình phải thuyết trình về cái topic mà đã học ngày hôm đấy. Thế là mình mới nghĩ là ê, bây giờ làm kịch đi, đừng có làm thuyết trình nữa, nó hơi bị chán ý. Là cái em mà ở Thượng Hải ý, em ấy đóng vai Tổng thống Donald Trump,
Và em ở Nagoya ấy, thì đóng vai là Thủ tướng Shinzo Abe. Và hai em bắt đầu gọi điện cho nhau nói về cái topic của ngày hôm đấy. Cái hôm đấy kịch của bọn mình là được khen rất là nhiều, bởi vì các nhóm khác thì đều gần như là có một cái slide, xong là nói theo cái slide. Còn nhóm mình thì khác hoàn toàn, nhóm mình là diễn kịch luôn. Và hôm đấy mình cực kỳ tự hào với các em ấy luôn. Bởi vì là cái em ở Nagoya lúc đầu mình rất là lo là em ấy sẽ cảm thấy tự ti ấy, bởi vì các em còn lại giỏi quá. Nhưng mình rất là may là hôm đấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Và mình rất là vui, mình bắt đầu chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Mà chụp tấm ảnh kỷ niệm xong thì mọi người phải làm gì? Mọi người phải up lên mạng đúng không? Đấy, thế là mình cũng vui quá, mình đăng lên trên Facebook. Và mình không biết một việc, đấy là buổi sáng trong lúc mình đi vệ sinh thì mọi người có ký một cái bản cam kết, đấy là sẽ không được chụp ảnh cũng như là không được đăng những cái bức ảnh đấy lên trên mạng xã hội. Lúc đấy là mình không biết gì cả. Thế là đến ngay hôm sau thì thầy mình mới nhắn tin cho mình và là ê, gỡ xuống đi. Và trời ơi, cảm nhận lúc đấy của mình kiểu đúng là chân ướt chân ráo, vừa mới sang Nhật một năm rất là sợ các thầy, xong là cũng sợ cả người Nhật nữa ấy. Và bị nhắc như thế thì cảm thấy rất là suy sụp. Thì cũng rất may là sau đấy thầy mình cũng chỉ nhắc nhở qua loa đấy thôi. Và mình cũng nói là mình không biết là tồn tại cái bản đấy trên đời luôn. Và thầy mình cũng không nói gì nữa. Nhưng mà đấy cũng là một cái kỷ niệm và làm cho mình sau này mình rất là sợ chụp ảnh người khác. Và mọi người thấy là mình rất ít khi mình đăng ảnh có mặt người khác ở trên Facebook của mình. Nếu mà mình đăng ý, thì thật ra là phải thân lắm, quen lắm thì mình mới đăng lên. Cho nên mình rất là ngại chụp ảnh người khác luôn. Và cái câu chuyện cuối cùng của mình là câu chuyện ở ký túc xá. Nếu mọi người xem video trước của mình thì mọi người cũng biết là mình có một khoảng thời gian mình ở ký túc xá của công ty NGK. Thì hồi đấy lúc mà mới vào ký túc xá được một tháng ấy thì mình rất là hân hoan mọi người ạ. Bởi vì là gặp được rất là nhiều bạn mới, xong là bọn mình cũng thi thoảng ăn uống cùng nhau, rất là vui. Thì ký túc xá của mình là có 3 tầng. Tầng 1 là sẽ có phòng khách với cả có một phòng kiểu như là phòng quản lý, có các bác quản lý ký túc xá này và có kiểu các cái màn hình camera là ở đấy hết. Tầng 2 là chỉ dành riêng cho nam và tầng 3 là dành riêng cho nữ. Thì cái lúc mà bọn mình vào ký túc xá thì cũng có một cái quy định là nam không được lên nữ và nữ không được lên nam. Nhưng mà bởi vì bọn mình quá là vui, bọn mình thường xuyên ăn uống với nhau và cũng vì là cái ký túc xá nó không có thang máy nên là mỗi lần mình lên tầng mình thì mình cũng phải đều đi qua cái tầng của các bạn nam ấy. Và mình cứ mặc định trong đầu là cái quy định là nam không được lên tầng của nữ, nhưng mà nếu mà nữ được đi qua tầng của nam thì chắc là nữ được vào và được chơi với các bạn nam. Đấy, thế là đây là mở đầu cho một câu chuyện bi thương mọi người ạ. Bởi vì hồi đấy có hai anh, một anh A và một anh B đi. Anh A mới bảo mình là ê, xuống phòng B chơi không? Thế hồi đấy gặp được mọi người rất là vui không? Mình cũng muốn xem mọi người trang trí phòng như thế nào ấy. Thế là mình cũng ok, em sẽ xuống phòng anh B chơi. Thì bọn mình nói chuyện một hồi, xem phòng bày trí như thế nào một hồi. Thì bắt đầu ở phòng anh B có một cái phi tiêu ấy, phi tiêu 500 ấy. Thế là bọn mình bắt đầu chơi phi tiêu. Thế là mình bắt đầu mình ném bùm bùm bùm. Thế là ném xong cũng chả có chuyện gì xảy ra cả. Cuộc đi chơi xuống phòng anh B rất là vui. Sáng hôm sau mình mới bị các bác quản lý gọi xuống nói chuyện. Thế các bác mới bảo là hôm qua có một bạn report cho các bác là có người làm ồn. Và khi mà các bác check cam ra ấy thì phát hiện ra là mình có vào phòng anh B chơi. Thế là công ty mới đưa ra quyết định là mình sẽ phải viết bản kiểm điểm vì đã làm ồn và xuống phòng các bạn nam chơi. Còn hai anh A và anh B sẽ phải viết bản kiểm điểm vì đã làm ồn và cho phép bạn nữ vào phòng bạn nam chơi. Đấy, thế là cuối cùng là mình phải viết bản kiểm điểm sau một tháng vào ký túc xá mọi người ạ. Và mình không biết là mọi người cảm thấy như thế nào, nhưng mà đối với mình thì thật sự là mình rất là sợ. Bởi vì là viết bản kiểm điểm ở Nhật nghe nó cũng có vẻ to tát ý. Và thật ra chuyện đấy thì sau nó cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vì bọn mình vẫn tiếp tục xuống tầng 2 chơi. Nhưng mà hồi đầu là mình cũng hơi sợ. Mỗi lần mà được rủ xuống chơi là mình sẽ hỏi là ê, có bao nhiêu con gái xuống chơi, có phải có pin em không? Thế xong mình cũng phải hỏi, xác nhận một hồi thì mình mới dám xuống chơi. Thế xong rồi hồi mà mình đi New Zealand ấy thì mình cũng ở ký túc xá. Và cái ký túc xá đấy thì có cả nam cả nữ ở chung với nhau. Muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi ấy. Rất là thoải mái. Thế là mình cũng cảm thấy nhẹ lòng dần trước cái hồi mà mình vừa mới bị viết bản kiểm điểm là mình cảm thấy kinh khủng lắm mọi người ạ. Kiểu cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt ấy. Đó. Thì nếu mà mọi người muốn sang Nhật ấy thì chắc mọi người cũng nên lưu ý là hội Nhật họ cũng không quá là thoáng về chuyện nam nữ chơi với nhau như thế. Thì đấy cũng là một cái kinh nghiệm cho các bạn.
Nghĩ là đấy, cái việc mà mọi người bảo là mọi người trở nên trầm lặng hơn, trở nên lịch sự hay khuôn phép hơn thì cũng một phần là do mọi người cũng đã có những cái va chạm với người Nhật và với xã hội Nhật rồi. Thì mình cũng kể ra câu chuyện này, thứ nhất bởi vì nó là những kỷ niệm bây giờ nó trở nên rất là vui với mình, và thứ hai là mình cũng muốn chia sẻ để những bạn mà có ý định đi du học Nhật cũng sẽ lưu ý và tránh những cái va chạm không đáng có. Hy vọng là mọi người sẽ có những cuộc hành trình ở bên Nhật thật là thú vị. Bye bye.